nhà tựa như chiếc nôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi thật xa nhưng lòng ta muốn trở về, nhà là nơi ta khó khăn tìm về. Nhà tựa tôi nhiều khi dỗn tiếng cười, nhưng nhiều khi cũng chỉ toàn nước mắt. Anh chị em nhiều khi cũng bất hòa, nhưng chuyện gì thì cũng nên thứ tha. Vì chúng ta đều sống chung mái nhà, cùng mẹ cha đã sinh ra chúng ta, nơi mà ta cùng lớn lên mỗi ngày. Nhà là nơi mà ta không thể quên. Nhà là nơi bình yên khi ngoài kia ta muốn quyền. Nhà tựa như chiếc đôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi thật xa nhưng lòng ta muốn trở về. Nhà là nơi ta khó khăn. Ăn xong với dọn sạch sẽ nha, đừng có bày ra cho người ta mà phải mất công tôi dọn dẹp đó. Tôi biết rồi. Dơ quá đi. Ba, con mới vừa dưới chân cầu thang nghe tiếng má âm vang mùa xuân rồi. Hình như ba lại mới vừa làm cái gì cho má la đúng không? Ba, chắc là má đuổi ba đi liền nữa đúng không? Không, má con không có đuổi liền, mà nói là còn 10 ngày nữa mới đuổi. Lần này tụi con không có cách gì để giúp ba đâu nha. Tại ca của ba khó quá. Ba muốn ở lại đây lắm, bởi vì nhà là nơi để về. Ba muốn về, mà tại sao ba không được điều đó vậy? Con với con có một cái cách này với ba thôi nè. Là nội trong vòng 10 ngày này nè, ba cố gắng làm sao ghi điểm càng nhiều càng tốt cho mắt má, thì lúc đó mới có hy vọng thôi à. Vậy hả con? Ba, đúng rồi. Ba phải làm sao cho má thấy là cuộc đời của má không thể thiếu ba được. Trời ơi, tao nói lâu lâu gặp hậu chị em bạn, tao nói đi chơi dã ngoại vui quá, chơi nhiều cái trò chơi, tao nói như con nít vậy đó. Lúc chơi vui quá không thấy mệt, mà giờ đây sao thấy mỏi dữ vậy trời. Ây ơi, về nhà leo lên cái giường chắc nó đã lắm đây. Trời ơi, cái gì vậy? Không vô nào vậy? Tôi thấy bà mới về bà mệt, tôi pha ly nước cam cho bà uống để bà đỡ mệt. Không có biết lịch sự không? Dạng này vô phòng phải gõ cửa, tự nhiên té vô phòng người ta vậy? Tôi xin lỗi. Rồi đi đâu vậy? Đi ra phòng gõ cửa xin vào. Trời ơi, mệt tới vô đây rồi còn xin cái gì nữa? Cái gì vậy nè? Nước cam uống đi cho đỡ mệt. Rồi để đó đi, chút nữa khi nào tôi uống nè. Dặn lần chót nghe, mai mốt làm ơn vô phòng gõ cửa một cái, nhiều khi tôi đang thay đồ rồi sao? Trời ơi, bà ơi, vợ chồng với nhau không? Ai vợ ai chồng? Thì tôi chồng bà vợ. Còn trả treo nữa hả? Thôi, tôi đi, bà nghỉ khỏe bà nhé. Cảm ơn ạ. Sao lạnh dữ vậy trời? Ôi sao mà nóng dữ vậy trời? Trời, thời tiết sao mới lạnh và nóng. Sao lạnh dữ vậy nè. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ôi ơi, sao mà lúc nóng lúc lạnh vậy trời? Ôi, chắc tôi bệnh quá.
Thời tiết gì kiểu vậy? Ba hồi nóng thì là nóng, mồ hôi nó chảy nè, ướt hết cả người. Lúc thì lạnh quéo người vậy đó hả? Trời ơi, chắc tôi bệnh quá. Trời ơi. Ba bị bệnh hay sao ba ho dữ vậy? Ôi chắc tôi cảm quá. Hồi tối thời tiết nay nó kỳ cục ghê vậy. Trời ơi tôi ngủ mà tôi nói lúc thì nó nóng, trời ơi nó nóng như đổ lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nó chảy nườm nượm vậy đó. Lúc thì nó lạnh quéo người vậy nè. Thời tiết vậy không bệnh cũng một. Đúng rồi, bà bị cảm á. Do hồi sáng bà đi chơi bà không có đội nón đó. Thôi bà ngồi đây đi, để tôi pha đi nước chanh cho bà uống nha. Chắc vậy quá. Thôi bà đừng ho nữa, bà ho tôi xót ruột quá. Nè nước chanh nha, bà uống đi. Cảm ơn. Lâu quá rồi mà cũng còn nhớ mỗi lần tôi bệnh là uống nước chanh nóng ha. Chồng của bà mà. Với lại vậy nè, bà bị cảm á, tại bà đi ngoài nắng xong á, cái bà về bà nằm máy lạnh á, nhiều khi nó bị trúng á, thấy không? Bà uống hết đi nước chanh này đi, rồi tôi đem tô cháo hành lên cho bà ăn, bà giải cảm bà hết bệnh. Nó đâu lẹ chứ vậy? Tôi biết bà sẽ bệnh, cho nên tôi nấu sẵn. Ông biết tôi sẽ bệnh hả? Trời ơi, bệnh mà biết trước hả trời? À không, tôi có linh cảm gì đó. Thôi, bà ngồi đây đi, để tôi đem cháo lên cho bà. Nè, bà ăn cháo đi. Ông cái tay ông sao vậy? Lo nấu cháo cho bà đó. Tôi vừa sắc hành, vừa sắc thịt, rồi vừa nghĩ đến cái bệnh của bà á. Rồi cái lưỡi dao nó chạm vào ba ngón tay lúc nào không hay, máu tươm ra. Không biết thì nấu làm chi cho bị vậy? Vợ mình bệnh, mình phải nấu cháo cho vợ mình ăn chứ. Má, ba đã bỏ công bỏ sức nấu cho má rồi thì má cứ ăn đi, nói nhiều chi nữa. Hồi đó ổng có biết mà nấu một hột cháo rồi đâu. Tôi mà dù cho có bệnh á, hay là con cái gì bệnh á, cũng mình tôi lo à. Đâu có mặt ông ở nhà đâu, ông đi theo ai đâu á. Giờ biết nấu cháo rồi nữa. Thôi, chuyện cũ cho qua đi, ăn cháo đi bà. Bà khéo tài quá à, mùi hấp dẫn ghê vậy đó. Trời, lần đầu nấu cháo mà nêm nếm cũng vừa miệng quá chứ. Trời ơi, đâu phải là nấu lần đầu đâu. Tôi nấu mười mấy, hai chục lần mới được tô cháo hoàn hảo vậy đó. Ông nói là sao? Ông nấu bao nhiêu lần? Công phu lắm kìa bà. Tôi nấu liên tục, cứ mỗi lần như vậy là bị trục trặc. Tôi đổ. Lần thứ 19 luôn nghe. Nấu hoàn thiện hết trơn rồi. Ngon xuất sắc luôn. Tự nhiên tôi ngồi, tôi nghĩ nhớ tới bà cái nồi cháo khác. Tôi đổ. Lần thứ 20 mới được hoàn hảo như vậy. Trời đất ơi, ông Tính ơi là ông Tính. Ai mượn ông? Trời ơi, ông biết ông nấu mười mấy hai chục lần. Là điện nè, nước nè, gạo nè, muối nè, mắm nè, bột ngọt nè, thịt nè, rồi ga nữa. Trời ơi, ông hoa hoại. Ông hoa hoại chứ ông giúp cái gì trong nhà này? Mà giờ tôi có sao? Trong gia đình tôi biết, nhất là vợ tôi nữa. Dạ, chỉ một mình duy nhất tôi biết thôi. Đừng nói cho vợ tôi biết nghe bác sĩ. Dạ, để vợ tôi được tinh thần được ổn định vui vẻ nghe bác sĩ. Dạ, tôi sẽ cùng vợ tôi vượt qua cơn bão bệnh này. Dạ.
Ông mới nói gì? Ủa? Bác sĩ nói tôi bị bệnh gì? Bà... Tại sao vậy? Bà nghe hết tôi cùng... minh mẫn lắm mà. Tại sao tôi bị bệnh là gì mà? Là tôi sẽ quên tất cả sao? Mà tôi nghĩ là bà bệnh này thì cũng thuận lợi cho bà mà. Để bà quên tôi mà. Không quên mà không quên được đâu. Ý tôi nói là tôi sẽ quên tất cả những chuyện gì mà ông làm cho tôi đã buồn. Nhưng mà chuyện gì nhớ thì phải nhớ chứ. Ủa má, má tập thể dục hả? Ừ, tập cho khỏe đó con. Ủa má khỏe rồi hả má? Ừ, má lấy cái má coi sao đâu. Má vô má ngồi đi, má ngồi đi. Má bình thường mà. Má thấy bình thường không? Má khỏe, má đâu có thấy cái gì đâu. Má có nhận được con không? Sao không nhận ra con là thằng Bảo? Ủa? Chồng của ông Phương. Đúng rồi. Trời ơi, má nhớ lúc trước á, mỗi lần đóng tiền nhà đó kiếm tôi muốn chết luôn vậy đó. Ôi trời, má nhớ từng chi tiết nhỏ luôn. Ừ. À, con là ai? Phương. Ủa vậy là vợ Bảo. Ủa vậy là má không có quên hả? Má đâu có quên cái gì đâu, má nhớ trơn trọi á. Sao lại nói má bị bệnh mất trí? Em nghĩ vậy nè, có nhiều người ngộ lắm. Bệnh vậy đó, nhưng mà họ sẽ nhớ những điều cần phải quên và quên những điều cần phải nhớ. Vậy thì má nằm trong trường hợp đó đó. Mà má thấy má đâu có quên gì đâu, ta má nhớ dữ lắm. Ai thiếu nợ má nhớ hết luôn á. Đó, cái đó là cần phải quên đó má. Uống thuốc nè, má sắp nhỏ. Tới giờ uống thuốc rồi nè. Trời ơi, bây giờ con biết tại sao má không phát bệnh rồi đó. Chứ cái sự chăm sóc tận tình của ba như vậy á, làm sao má phát bệnh được. Mà cho dù có bệnh đi chăng nữa, nếu là con được sự chăm sóc nhiệt tình như vậy thì em cũng hết bệnh. Ha ma ha. Ui, má cười kìa, má cười kìa. Ôi. Má tụi con cười hả? Tươi lắm ba, đẹp lắm. Bà cười, bà xì vật với tôi coi trái coi đây ạ. Tào lao. Cười nào. À bà, tôi mới mua cho bà cuốn sổ để hàng ngày có xảy ra chuyện gì á, bà nhớ ghi vô, để sau này bà có mất trí nhớ á, bà đọc vô để bà nhớ. Chờ tôi chút nha. Bà tỉ mỉ chi tiết ghê luôn á. Chỉ có má mới làm cho ba vậy thôi đó nghe. Thấy thương quá à. Nếu mình quên gì á, mình gặp nhớ gì phải ghi liền hả? Rồi mốt có quên thì mở ra coi hả? Có ai ở nhà không? Nhận cháu nè. À, vô luôn đi cưng, cửa mở, mở sẵn á. À dạ dạ. Đẩy vô thôi. Ủa ai mua cháo vậy con? Con má, con mới đặt cái cháo à. Con nhờ cháo bò bằm đặc biệt cho má ăn má. Bò bổ. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cháo của anh. Ừ cưng. Cảm ơn. Nhiêu tiền vậy cưng? Trả tất cả là 100. 100 đúng không? Đây trời ơi. Nè, 200 ngàn. Gì vậy? Đưa một buổi chiều, khỏi đưa. Cảm ơn con nha. Ủa, con? Nhìn con hôm nay hồng hào khỏe khoắn á, là hay lắm nha. Hôm trước á nằm trên giường bệnh tái mét à. Sốc lắm. Ủa quen hả? Giường bệnh. Cậu có anh em gì mà làm học cao là bác sĩ không vậy? Không, con luôn á. Cậu là sao? Ủa, bác sĩ đi làm shipper hả? Không có. Hay là shipper đi làm bác sĩ? Cái đó lại càng không. Ủa là sao không hiểu? Là sao cậu? Nhìn cô vui như vậy là không biết cô chú què này nè, đúng không? Hả? Công nhận á, hay thiệt nha. Cái kế á mà kêu người khác giả bác sĩ, xong về nói vợ mình mất trí á, quá hay luôn. Con vợ con đang giận con, khi lại con về con kêu bạn con làm bác sĩ, nói nó mất trí, xong nó sẽ hết giận con ngay thôi. Quá hay luôn. Thôi chủ. Xong việc rồi, đi đi, vậy. Đi nhé. Nè cậu, nghe tôi dặn nè, giúp ai cũng được nhưng đừng có giả làm bác sĩ chết người đó nha. Dạ con đi nha. Chiều khỏi ghé luôn nha, chiều 100 ngàn nó cho luôn á. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh. Bà, tôi phải lên trên nhà để làm cho xong số việc, nha tôi đi nha. Đứng lại. Người kia thì xong việc, còn ông là xong đời. Là sao vậy hả? Nè, con người của ông á, từ trẻ tới đến già chỉ đi lừa dối người ta thôi sao? Không phải đâu bà ơi, tại tôi muốn được cạnh bên bà, được chăm sóc bà, cho nên tôi mới làm như vậy. Thiếu gì cách để chăm sóc? Tại sao dùng cái cách lừa gạt người ta? Hả? Còn trù tôi bệnh nữa, muốn tôi nằm một chỗ phải không? Ông chết vậy thôi kìa, đứng lại. Không muốn thêm ông nữa. Mời má.
má bình tĩnh lại má. Má bình tĩnh đi má. Má mệt rồi. Anh ơi, má mệt rồi. Đưa má lên phòng nghỉ. Má ơi, lên phòng nghỉ nha má. Tôi nói cho ông biết nha. Tôi lên phòng tôi nghỉ cho trò đỡ mệt ra. Chút mà tôi xuống tôi thấy mặt ông á là ông yên tôi đâu nghe. Đồ lừa dối. Dạ tôi được rồi, má lên nghỉ đi má. Buông ra. Tôi không cần ai hết á. Nhiều, nhiều má con lên đi con. Bây giờ sao hả mấy con? Bà xài quá. Bà quá xài. Tại vì ba muốn chăm sóc cho má con, ba muốn gần gũi với má con mà. Ba nghĩ thì sao á mà lại đi đặt chuyện nó là má bệnh Alzheimer vậy? Lỡ á, má như những người khác lo sợ rồi nghĩ quẩn rồi làm bậy, lúc đó có phải là mọi việc nghiêm trọng hơn không? Mấy ngày hôm nay á con biết ba cho má uống cái gì nữa. Đừng có nói con cái thuốc này là do cái ông mà cái gì shipper bác sĩ đó là bốc cho ba nha. À không 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 không. Mấy thuốc này là vitamin cơ mà. Ba, nếu như ba thương má, muốn chuộc lỗi với má, muốn được ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho má thì chắc chắn phải là bằng sự chân thành, chứ bằng kiểu giả dối như vậy á con thấy không đúng đâu ba. Bây giờ ba phải làm sao con? Ba tiêu rồi. Hả? Nhà là nơi bình yên khi ngoài kia ba muộn phiền. Nhà tựa như chiếc đôi khi ngoài kia đầy tăm tối. Dù là đi thật xa nhưng lòng ta muốn trở về. Nhà là nơi ta khó khăn tìm về. Nhà tụi tôi nhiều khi rộn tiếng cười, nhưng nhiều khi cũng chỉ toàn nước mắt. Anh chị em nhiều khi cũng bất hòa, nhưng chuyện gì thì cũng nên thứ tha. Vì chúng ta đều sống chung mái nhà, cùng mẹ cha đã sinh ra chúng ta, nơi mà ta cùng lớn lên mỗi ngày. Nhà là nơi mà ta không thể quên. Nhà là nơi